Quý vị và các bạn theo dõi bản tin nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay: hiệu quả camera với an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Cả nước có gần 7.000 mã số vùng trồng được cấp để xuất khẩu quả tươi. Xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trước hết mời bà con, quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian triển khai mô hình camera với an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đem lại hiệu quả tích cực, từ đó góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đã huy động gần 100 tỷ đồng để lắp đặt hơn 14.000 mắt camera tại các điểm giao thông, khu vực công cộng, khu dân cư của 26 huyện, thị xã, thành phố. Lực lượng công an các cấp đã tổ chức tuyên truyền, vận động cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và nhân dân chủ động lắp trên 122.000 mắt camera tại nơi làm việc, trong hộ gia đình. Việc nhân rộng các mô hình camera với an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương. Với mục tiêu khai thác nguồn đất đai và lao động sẵn có, những năm gần đây, huyện Nga Sơn đã khuyến khích người dân cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để nâng cao thu nhập. Huyện Nga Sơn đã giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội vận động hội viên tích cực cải tạo diện tích vườn nhà, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế. Chỉ tính riêng năm 2023, toàn huyện đã cải tạo được hơn 3,2 hectare vườn tạp, trong đó nhiều mô hình kinh tế vườn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Các xã thị trấn trên địa bàn huyện Nga Sơn đang tiếp tục lựa chọn những mô hình điểm làm cơ sở nhân rộng, đồng thời đẩy mạnh công tác khuyến nông, đưa các giống cây trồng có năng suất cao phù hợp với điều kiện tự nhiên, tính chất đất đai để đưa vào sản xuất. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Hội Nông dân trên địa bàn huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện hiệu quả, thông qua phong trào giúp nhiều hội viên nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Hội Nông dân huyện Nông Cống đã tăng cường tuyên truyền, giúp hội viên hiểu rõ nội dung, mục đích, ý nghĩa, phong trào để đăng ký phấn đấu, đồng thời phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về vốn, giống, kỹ thuật, đầu ra cho sản phẩm, tổ chức cho hội viên tham quan, học tập các mô hình kinh tế tiêu biểu. Hội cũng đã đứng ra thực hiện tín chấp với các ngân hàng cho hàng nghìn hội viên vay với tổng nguồn vốn trên 800 tỷ đồng. Nhờ đó đã khuyến khích các hội viên thi đua phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Năm 2023, toàn huyện có hơn 26.000 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Những năm gần đây, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ưu tiên dành các nguồn lực đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng các vùng nuôi trồng thủy sản, đồng thời khuyến khích người dân chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển những đối tượng con nuôi thủy sản có giá trị kinh tế cao. Hiện nay trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 910 hecta nuôi trồng thủy sản với khoảng 7.100 hộ cơ sở nuôi. Trong đó có 135 cơ sở nuôi thâm canh, bán thâm canh có diện tích nuôi trồng từ 1,2 đến 3,5 hectare, sản lượng hàng năm đạt hơn 2.100 tấn, giá trị thu nhập 77 tỷ đồng. Để nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản, các phòng, đơn vị chuyên môn của huyện đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho người dân. Cùng với các loại con nuôi thủy sản nước ngọt truyền thống, những năm gần đây trên địa bàn huyện đã du nhập thêm một số con nuôi mới, con nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao và thị trường tiêu thụ ổn định. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay đơn vị này đã phối hợp với các nước nhập khẩu cấp 6.997 mã số vùng trồng và 1.613 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cho các loại quả tươi của Việt Nam. Các loại quả được cấp mã số vùng trồng gồm thanh long, xoài, vú sữa, chuối, bưởi, chanh leo, chanh không hạt, nhãn, vải, ớt, thạch đen, được phép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tích cực phối hợp với các địa phương phát triển, mở rộng số lượng và diện tích mã số vùng trồng cũng như số lượng cơ sở đóng gói đáp ứng các yêu cầu của nước nhập khẩu, đồng thời tăng cường giám sát để các vùng trồng và cơ sở đóng gói duy trì được các điều kiện đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu. Thời điểm này, giá mít Thái tại tỉnh Tiền Giang ở mức rất cao, mang lại nguồn thu lớn cho nông dân.
Mít Thái hiện đang được các thương lái thu mua với mức giá mít loại 1 từ 30 đến 31.000 đồng một kg, mít loại 2 từ 26.000 đến 29.000 đồng một kg. So với tháng 10 đến tháng 11 vừa qua, giá mít Thái đã tăng gần gấp đôi. Tỉnh Tiền Giang hiện có gần 15.000 hectare mít Thái chuyên canh cho sản lượng thu hoạch mỗi năm gần 300.000 tấn quả, cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước. Diện tích mít Thái tập trung nhiều nhất ở các huyện như huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy, huyện Châu Thành, huyện Tân Phước và thị xã Cai Lậy. Loại cây ăn quả này thích hợp với thổ nhưỡng địa phương cho năng suất cao và đầu ra thuận lợi, vừa tiêu thụ trong nước vừa được thị trường xuất khẩu ưa chuộng, nhất là Trung Quốc. Tiền Giang đã được cấp 77 mã số vùng trồng mít xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc trên tổng diện tích gần 16.000 hectare. Nông thôn mới nâng cao là làm cho người dân, mang lại lợi ích cho dân. Xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung huy động các nguồn lực hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Từ một vùng đất ngoại đê, người dân quanh năm chỉ thả nuôi quảng canh, hiệu quả kinh tế thấp. Đến nay, xã Hoàng Châu đã quy hoạch được 432 ha nuôi trồng thủy sản tập trung, trong đó có gần 20 ha ứng dụng công nghệ cao cho lợi nhuận 700 triệu đồng ha một năm. Cùng với đó, xã đã tích tụ được hơn 40 ha đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những loại cây mới năng suất cao vào sản xuất như hoa, măng tê xanh nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích. Đây cũng chính là mục tiêu cơ bản trong xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hoàng Châu hướng đến, tạo nền tảng để hoàn thành các tiêu chí khác. Nhờ đó, năm 2023, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 65,3 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,6%. Được sự đồng ý của xã và của thôn thì cho chúng tôi thao đất để vợ chồng tôi cũng chuyển đổi thành cây hoa. Thì cho chúng tôi làm thì cũng rất phấn khởi là thu nhập thì cây hoa nó vẫn cao hơn. Thì đời sống được nâng cao của nhân dân chúng tôi thì chúng tôi cũng rất phấn khởi. Kinh tế phát triển tạo điều kiện để người dân Hoàng Châu tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Để tạo được sự đồng thuận trong cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân, xã Hoàng Châu đã phát huy tốt quy chế dân chủ, mọi chủ trương đều được đưa ra dân bàn bạc thống nhất. Cùng với những chính sách hỗ trợ của cấp trên, Hội đồng Nhân dân xã đã ban hành các nghị quyết hỗ trợ cho các thôn như hỗ trợ xây dựng rãnh thoát nước, đường giao thông, nhà văn hóa, vườn mẫu. Từ đó đã khuyến khích nhân dân các thôn đóng góp tiền ngày công lao động xây dựng hạ tầng nông thôn. Từ năm 2021 đến nay, xã Hoàng Châu đã huy động được 182 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của nhân dân chiếm 75% để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang nhà ở dân cư. Đáng chú ý, từ chương trình nông thôn mới nâng cao, nhận thức của người dân trong xã đã nâng lên rõ rệt. Người dân ở đây là có ý thức rất nhiều trong các cái mọi sinh hoạt, ví dụ như là ma chay, đình đám, người dân ở đây được hưởng. Ví dụ như là đường làng ngõ xóm này khang trang sạch đẹp. Ngày Chủ nhật chúng tôi là tự giác là đến là vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Đối với nhân dân thôn Giang Hải chúng tôi thì đối với đóng góp thì mỗi hộ là trên 1 triệu. Để thứ nhất là cái tháo dỡ giao thông nội đồng. Cái thứ hai là cái hệ thống rãnh thoát nước trong thôn. Và cái ba nữa là hỗ trợ các nhà có gia đình đặc biệt khó khăn trong cái việc mà cải tạo lại cái vườn mẫu cũng như việc xóa phần tạp. Cái thứ tư nữa là về cái khu viên nhà văn hóa chúng tôi xây dựng sáng xanh sạch đẹp và tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu. Trong quá trình thực hiện thì cũng rất tích cực trong các cái khâu lồng ghép cũng như là thực hiện như là hiến đất, rồi hiến công trình, rồi hiến các ngày công và đóng góp của nhân dân. Cái thứ hai nữa là đối với nhân dân thì cũng được hưởng ứng rất là cao đối với các phong trào. Hầu như các cái nhà văn hóa và các công trình, đặc biệt là sân vận động thì nhân dân hiến đất rất là nhiều. Xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao đã tạo nên một diện mạo mới trên quê hương Hoàng Châu, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Xã Hoàng Châu đang quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024. Bản tin nông nghiệp nông thôn của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.